Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô, chương 12, từ câu 28b đến câu 34. Khi ấy, có người trong nhóm kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu." Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Đạo Do Thái dựa trên 10 điều răn, nhưng qua các thế hệ, họ chú giải thêm thành 613 luật. Trong đó có 248 luật khuyên làm và 365 luật cấm làm. Họ không đồng ý với nhau về điều luật nào trọng nhất. Nên hôm nay, một luật sĩ đã đến hỏi Đức Giêsu: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?" Người đáp: "Hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn giới răn thứ hai, hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi." Vậy Đức Giêsu đã nâng luật mến Chúa ngang với luật yêu người. Người đã kết hợp thành một luật duy nhất, mến Chúa yêu người. Nó như hai mặt của một đồng tiền, không thể tách rời nhau được. Thánh Gioan quả quyết: "Nếu ai nói tôi yêu mến Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là một kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa, đấng mà họ không thấy." Vậy bắt đầu yêu thương từ đâu? Trước tiên, hãy yêu thương những người trong gia đình mình, những người gần gũi, thân thiết nhất trong trái tim ta. Không yêu được các thành viên trong gia đình, chúng ta không thể yêu thương người khác. Không yêu thương người khác, chúng ta cũng không thể yêu mến Thiên Chúa. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu: "Hãy tử tế khi còn gần nhau, để sau này khỏi hối hận khi đã xa nhau." Cũng thế với những lời nói yêu thương, những nghĩa cử chân thành, chúng ta sẽ làm tươi mát biết bao cuộc đời. Lúc đó, chúng ta sẽ ra khỏi sự hạn hẹp của tình yêu con người để vươn cao tới tình yêu Thiên Chúa. Bởi vì thước đo tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa là tình yêu của chúng ta đối với nhau. Thánh Augustino mô tả: "Tình yêu có đôi chân đến với người nghèo, tình yêu có đôi mắt để nhìn thấy nỗi bất hạnh và thiếu thốn, tình yêu có đôi tai để nghe được tiếng than thở và nỗi buồn phiền của tha nhân." Thánh Martino chúng ta mừng kính ngày 3 tháng 11 hàng năm là người đã sống theo điều răn mến Chúa yêu người như lời Chúa Giêsu dạy. Thánh Martino Forest, một tu sĩ dòng Đa Minh, chúng ta biết Ngài với một cuốn sách nhỏ, Tấm Lòng Vàng, lòng bác ái vô bờ bến của Martino. Trong cuộc đời của Ngài, nổi bật những nhân đức khiêm nhường, nhẫn nại, hãm mình, vâng lời, đặc biệt là lòng mến Chúa yêu người. Nơi Martino, lòng mến Chúa luôn đi đôi với yêu người. Martino coi lòng mến Chúa như động lực thúc đẩy thầy thực hiện việc yêu người. Martino yêu tất cả mọi người dù già hay trẻ, nam hay nữ,
da trắng hay da màu, quý tộc hay bình dân, bản xứ hay kiều cư, tự do hay nô lệ. Nhưng cách đặc biệt thầy dành tình yêu nhiều hơn cho những người xấu số, phải sống trong những hoàn cảnh hẩm hiu về cả vật chất lẫn tinh thần, nhất là đối với những người nghèo khó. Martino dành cho họ nhiều ưu ái hơn. Hồi còn nhỏ, khi đi chợ gặp những người nghèo ở dọc đường, nhiều lần thầy đã chia sẻ cho họ tất cả những gì mình đang có. Suốt 45 năm trời ở trong nhà dòng, mỗi ngày thầy lo cho khoảng 200 người được ăn uống, sao cho họ đủ sống bằng tiền lao động, cũng như quyên góp do những nhà hảo tâm ban tặng. Có lần thầy đã phải bán cả mũ nón quần áo để giúp đỡ họ. Đối với những người bệnh tật, thầy tận tay săn sóc họ. Lúc nào Martino cũng mang thuốc trong mình để sẵn sàng ứng phó trong mọi hoàn cảnh. Nhiều khi bệnh nhân quá đông, thầy sẵn sàng nhường cả phòng riêng của mình cho họ. Martino hằng đem lòng bác ái rất đặc biệt mà đối xử với anh em. Lòng bác ái đó phát xuất từ một đức tin toàn vẹn và một tâm hồn khiêm nhu. Lạy Chúa, để gặp gỡ tha nhân, chúng con phải mở to đôi mắt. Để đón tiếp tha nhân, chúng con phải dọn dẹp cho trống trải lòng mình. Để yêu thương anh em, chúng con phải biết quên mình. Xin cho chúng con luôn xác tín, chúng con chỉ kính mến Chúa khi thực sự yêu thương anh em. Amen. Cho con tim của Chúa để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi như sương hôm nào ngày đã chăn trôi. Nhưng Chúa ơi, con tim chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Theo gươm xưa thập giá để biết yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cánh hoa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cánh hoa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương nhau. Chúa hãy cho con đôi môi của Chúa để biết ca khen uy danh của Ngài. Chúa hãy cho con tâm tư của Chúa để biết ghi lòng lời xưa đã nói. Xin hãy thắp cho con đôi vai của Chúa, gánh vác con chiên đi hoang lạc loài. Hãy thắp cho con đôi chân của Chúa, hướng dẫn mọi người về cùng Chúa Cha. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cánh hoa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cánh hoa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương nhau.
cho con luôn trông cậy Chúa những lúc lao đao trên con đường trần. Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng. Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa, sớm tối yên vui lo chuyên nguyện cầu, hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho trọn cuộc đời hiến dâng. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hoa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hoa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương nhau.